Hello, chào Việt Ray. Chào bác. Rồi, chào con. Sao chú Phượng đâu? Nay không thấy ông lên chơi. Mới nói chuyện với ông xong ông kêu làm đi tôi lên. Rồi sao tiện ông trốn. Chắc bạn lại gạt bà về hay rửa chén thì bác đi rồi. Chắc vậy. Ở chút xíu ông lên sao cũng được. Trong lúc mà chờ đợi thì mình tán gẫu. Thì mà nói nãy giờ cũng nói vấn đề ngày hôm qua. Thì đi Vũng Tàu, đi Long Khánh, Long Khánh rồi xuống Tà Lú rồi vô trong kia thì đi qua nhiều mà cái chỗ đó thì mình không quay phim không gì cả, mà tối thì đi về Vũng Tàu chơi rồi ăn uống xong rồi đi vô thì cái bãi xa Vũng Tàu nó có một công viên rất là đẹp mà thiên hạ ra chơi rất là đông, người dân ở địa phương đó họ ra họ ngắm biển rồi họ tắm rồi họ dạo mát, nói chung rất là vui. Và ở đó mình mới thấy rõ được cái sự mà nói chung là êm ả lắm. Mà cái điều thứ hai nữa là cái thành phố Vũng Tàu bây giờ nó khác xa quá, nó khác xa hơn 10 năm về trước, có nghĩa là cây cỏ rồi họ trồng họ ươm lên là cây xanh rợp trời. Hồi xưa Vũng Tàu không có cây xanh nhiều, chỉ có mấy cái cây rồi mà sống nước biển thì thôi. Bây giờ chỗ nào cũng có cây xanh, hay quá. Chính vì chỗ đó tao mới thấy là tao khoái. Rồi xong rồi cái đời sống bây giờ nhà hàng là khách sạn là rồi tiệm ăn uống là trời ơi nó đầy dốc, từ bãi trước ra bãi sau là chỗ nào cũng đầy dốc rồi, các nói chung là khi nó bọc nó ăn theo và khu vực là phải có sao cái gì ta gọi là massage tẩm quất cà phê thức ăn, nói chung là bọc lên như nấm và nó sang sát vào nhau và sang trọng nha, chứ nó không có chệch choạng nha. Chỗ nào cũng có máy lạnh, chỗ nào cũng cửa kiến, chỗ nào cũng sầm uất, nó giống y chang như là một cái khu giống như New York vậy, có nghĩa là vậy. Chứ không phải giống cái kiểu như mà nhà tranh vách đất rồi sạch sẽ, không có. Ồ, mà bây giờ ra ngoài nó mọc cao ốc rồi thôi, vui nó gì mà mình tưởng là mình tưởng đâu chắc lạc đâu chỗ nào á, luôn quá chứ quậy Vũng Tàu khủng khiếp. Vũng Tàu con ra Vũng Tàu hồi năm 2020. Chà, mới đây. Ôi, đẹp quá trời. Vũng Tàu bây giờ lót mấy cái đường đi bộ gần bãi biển đó bác, lót đá đồ này kia, nhìn trời lịch ơi, sử mà lịch sử. Đẹp và sạch sẽ lắm, bờ kè đồ làm rất là đẹp, làm lại coi như là nhìn ngon lành luôn á, ngon lành luôn, đồ chứ nó không phải giống kiểu như sạch sẽ đâu, đừng có tưởng tượng mình bỏ vậy. Được rồi, chào anh chị em trên diễn đàn Bắc Cầm nha. Thì thấy bác đi chơi vui cho bác. Về đúng chơi rồi, quá trời luôn, nhưng mà cũng lo cho ông già vài bữa nữa, ông đã quá rồi, ông về Mỹ không biết sao đây. lúc ông về là lúc đó là chắc mùa đông hả? Mùa đông. Mùa đông ở Minnesota mà thôi. Thôi rồi. Coi như là thì tuyết trắng rồi. Đang ấm áp Việt Nam, nắng ấm tình nồng đồ này kia cái phong thủy của đất của Việt Nam mình nó cũng hay rồi. Tao ở bên đó nó biết sao, tao có một cái bệnh ngoài da. Bệnh ngoài da là gì? Bệnh là mình là người Việt, mình đi qua đây nửa đời người, nhưng mà thực chất là cái bản năng của mình, cái bản gốc của mình vẫn là người Việt, cho nên ra mình sống một cái môi trường là ôn đới. Việt Nam mình nắng gió mưa nhưng mà trong không khí nó vẫn có chất ẩm, nó vẫn có độ ẩm cao, thành ra cái da mình nó mịn màng, nó là Mỹ nó đen nè, đầm ù má cái da cái xứ của tao ở bên Mỹ nha, ù má nó khô, nó lạnh, nó khô thành ra bị sao đầu cổ tao tróc di tróc giải bị sao, nó khô quá nó mất nước, cho nên là vì đó những cái da nó không được đẹp, nghĩa là da nó sần sùi lên, nó u cục cục đó đó. Khi về Việt Nam đây tự nhiên cái đầu tao nó láng o lại đẹp luôn. Phải đó, thì có nghĩa là tao sẽ về chữ Mỹ và tao sẽ ca bài ta sẽ khóc một dòng sông thôi được. rồi chờ đường mua vé nó bài giọt tiếp luôn thế thôi đó, cái niềm vui của tôi dài chỉ có gì thôi, chỉ có điều là mình đến cái nơi mình muốn đến mà đến được Mỹ phải không, còn có đúng những rồi. Người muốn đến mà lại đến không được đó, đúng hiểu nhiều người, nhưng mà nhiều người giống như là
Muốn lắm nhưng mà sợ bị bể mặt hả, hay là sợ bị mặt, đúng bể, rồi bể mặt, ê, mặt bị quê á, bị quê, đúng rồi, đúng vậy rồi. Đó. Đúng đó, thành ra vì đó họ không có dám về, hoặc là về chăng nữa thì họ cũng kéo khẩu trang lên bịt kín hai mắt lòi ra vậy đó. Về trong cứ cà rút 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 ở trong rút, nhà rút, không đâu có biết gì đâu, rút gì cũng như không. À về đây là phải phải bay nhảy, là phải đi rồi phải tới chỗ nơi mình cần đi, như tao gì đó, đi đâu tao mới đưa mặt ra rồi. Rồi bởi vì đâu có cái gì đâu mà phải là xấu hổ, phải không, mình đâu có gì nhưng mà đi trải nghiệm, đi cho biết, đi cho đất nước mình hiểu đất nước mình nó phát triển như thế nào, có cái gì được và có cái gì không được đó. Thì có nhiều lần ở đây ta không phải là cái binh vực gì cả, nhưng mà ở Việt Nam mình cũng có những cái điều mà mình cũng phải cần lên nói lại, là bởi cái ý thức người dân mình vẫn còn kém, bởi vì mình mới phát triển ra cái điều đó mình đều đương nhiên à. Thứ nhất là vấn đề giao thông, hoặc là những cái người những anh chàng tài xế, rồi những người mà khách mình đi xe Honda, tức như là vẫn còn có gì đó mà nó vô trật tự như vậy. Rồi hay gây, mày biết rồi, bên Mỹ mình ví dụ hai đứa mà có bị va chạm hoặc bị đụng xe nhau là hai đứa chẳng có nói câu gì cả, chỉ đợi bullet tới rồi xong hai bên bảo hiểm thương lượng nhau, chứ mình chẳng nói gì cả. Không, còn ở Việt Nam khác, mày quẹt xe tao mà tao ngã xe thì chết mẹ, hai đứa nhào vậy nó quýnh tỉnh bơ. Nó khác bị cái đó, nhưng cái đó là mình nói địa dân trí, có nghĩa là cái người Việt mình chưa đạt đến cảnh giới đó, có nghĩa là chưa tu được cái điều đó thôi. Nhưng ngoài ra thì có những vấn đề khác rồi, như hẳn như là thấy rõ ràng nha, tôi đi cái đường Quang Trung và dắt lại đồng bằng sông, ở sao mà có xe mà xe cứu thương nó còi in nổi để nó xin đi qua được, không đồ hụt bán, nó ngồi trước nó đất cho qua, nó không làm gì, nó ngồi tỉnh bơ đồ hụt bán, nó nét vô cho tao qua, nó cũng không luôn mày. Đồ mà ghê thiệt, tôi thiệt, bởi cái người Việt Nam mình nó vẫn có những cái gì đó mà mình không thấy khó chịu, nhưng mà thôi, từ từ nó sẽ, thì, nó sẽ từ từ phát triển, từ từ thôi. Đúng rồi, dân trí Việt Nam sẽ khá là cao lên, đúng rồi đâu. Cũng giống như ngày xưa năm 2007 mình về, mình thấy vẫn còn cái giống như kiểu ngày xưa, có nghĩa là ở đây không có có chuyện xếp hàng, Mỹ liệu Việt Nam có xếp hàng, có nghĩa là rồi vô tao trước, qua trước là nhào vô thôi, còn lại vậy còn xí chỗ nữa, tao đi trước nha, tao có bận một chuyện rồi tao ra kêu thuốc, tao lấy một gạch mười cho mày để cạch cá đồ mới dành chỗ được, đồ mà nhớ chắc là nhớ không, đồ để cạch đồ dành chỗ, thằng nào mà nó ruộng má dành cho tao chết đồ để, nhưng mà sao ha 2019 về là tự nhiên nó khác hoàn toàn mày. Ừ, mà tao vô trong cái chỗ mà đi mua dụng cụ mà để mà phone FPT rồi vô, tự nhiên có người nhỏ gái ra mở cửa và chào bác vô cúi đầu đủ mà hả, đủ vậy hả, đủ quá cho lẹ vậy, đủ quá. Tự nhiên thành thử rằng nó có một cái sự thay đổi ngoạn mục. Về ông bác con về bên đó, con đi khám sức khỏe, con đi mấy cái bệnh viện ở Thủ Đức đồ này kia, con khám sức khỏe đồ này kia đó, cũng lấy số đàng hoàng, lấy số thứ tự đàng hoàng. Bây giờ khá phát triển rồi, lấy số thứ tự tới số đó. Thì ấy có mà lâu lâu cũng có một vài trường hợp thì mắc cười, thấy cũng tội. Có cái cô đó, cô cái bác gái đó, bà cũng có số rồi nhưng mà bà không có chịu ngồi, bà cứ đứng lên bà tới ngay chỗ cái phòng của bác sĩ luôn, bà cứ đứng ngay đó mà cái ông bảo vệ ông nói cô ơi, cô lại đằng đây nè, cô ngồi xuống, cô có da, cô có số rồi, cô cứ ngồi xuống đi, rồi người ta kêu tới số của cô là cô đi vô. Mà bà nhất định bà không chịu ngồi, bà cứ bà tới đó bà ngồi xong rồi đứng lên đi tới cái chỗ văn cái cửa chỗ bác sĩ đứng đó nữa, giống nóng như ruột, là nóng sợ ruột, nóng ruột, nóng sợ ruột hay là sợ bỏ rơi vậy đó, để vậy tội nghiệp. Đó là tâm lý, mà tâm lý lâu rồi nó hằn bà rồi, hồi xưa mà giống như là cứ giành nhau riết rồi. Cho nên bây giờ thì thấy con thấy nhiều chỗ bây giờ thì có lấy số thứ tự đồ đâu đó ngon lành rồi, chứ cũng không đến nỗi lắm, nhưng mà có cái giao thông á, ngoài đường á, thì cũng còn hơi xô bồ. Đúng rồi, giao thông thì cũng chạy còn ghê, hơi xô bồ, chạy cũng còn chạy ẩu, chạy tả rồi anh chạy xa lộ, cái đường xa lộ Long Thành Dầu Dây từ nhà con ra ngoài cái vườn ở ngoài Long Thành á, đi cái đường đó con chạy đường xa lộ Long Thành Dầu Dây mà hai cái len. Thì mấy đại ca thì người ta chạy lên vậy rồi, mấy đại ca ở đằng sau chơi tốc độ lên, ô nó qua mặt mình một cái dù mà nó chạy lên trong luôn á bác, cái len mà để xe hư đồ hay gì mà để đậu
để người ta cặp vô, người ta đậu sát lề đường á. Ô, qua mặt chạy lên đó luôn, lắc đầu luôn, mấy ông chạy ghê quá. Nói chung là mà nếu mà đó cho tao lấy xe gì tao không dám lái đâu, đường khác thể quen cẳng nè, đường đạp nha. Mấy bé anh chàng đi Honda, đường nó lỡn dở ngồi trước đầu xe thấy ghê, thì khoảng mấy tấc không mấy là ghê ấy mày. Khở ghê. Con về thì con lái chạy tùm lum đó, con về con lái đi Nha Trang, Đà Lạt, đường con lái hết. Chạy miền Tây, chạy về. Ủa, vậy là mày đổi bằng lái mày có bác, con về con có bằng lái ở Việt Nam luôn mà. Ồ, vậy hả? Dạ, về lái xe vô tư. Nên nhiều khi đi xa rồi thì lái xe, còn đi vòng vòng trong thành phố rồi là con chạy xe hai bánh không à. Về trong thành phố là con đi xe hai bánh hết. Thì con có gửi về, con có ship về bến chiếc xe hai bánh, xe tay ga. Aprilia. Xe trước mà chở tao đi cái gì? Xe tay ga, mua bên này gửi về bên đó rồi chạy vui. Tao đây tao về có chiếc xe, mấy đứa nhỏ nó liền miễn phí rồi đưa tao chiếc xe không đâu về, không đâu quay. Quay ngộ lắm mày. Mấy nó chạy được bền lắm á. Không, nó bền nhưng mà vui lắm, mà đi ra ngoài kia thì ngắm mà trời ngắm đất rồi muốn đi đâu đi chặt xẹt xẹt tao như ngựa tao đi ngoài đường. Bữa nay nó đang thùi lùi giống như là đi rồi á, được cười. Không, nhưng mà nhìn bác thấy về bên đó thấy hồng hào đồ tròn trịa đồ ngon lành chứ. Nói chung là mình rất là hạnh phúc, ai cũng khen cả, thấy sức khỏe tốt, không có gì cũng rồi. Nó không phải mà kiểu ngồi đâu ngộn đóng mặt mày cao có giống bữa như bên Mỹ. Thấy, bữa thấy ông ở bên Mỹ mỗi lần đi ra đi vô hút thuốc, ôi trời ơi, nó trùm đầu trùm đít rồi nhìn thấy nó đau khổ. Mặt mày nhăn nhó hôm nay về Việt Nam vậy? Thấy ngon lành. Thôi bên này Việt Nam là tao cười hoài thôi, bây giờ không có chuyện gì mà phải ưu tư cả, không có thấy chuyện yêu gì đời mà bận lòng cả. Sáng, thấy yêu đời sáng ra thôi, làm tô phở rồi thấy tô phở trời đã luôn. Trời, có một chân tiết trứng nữa mới là đã nghe, hành trần nước béo rồi xong rồi quan trời nó tuyệt vời, nó không có gì tuyệt vời cho bạn nữa. Nó khổ vậy. Bác biết con đi. Con về bên đó, con về bên đó gì con ăn phở. Mà tới cái lúc mà chuẩn bị trở qua bên Mỹ là cái gì? Con ăn tô phở cho nó đã đời. Con qua bên Mỹ nè hả, mấy tháng con cũng không ăn phở ở bên đây nữa. Dạ, tao biết tao nói rồi. giống như là mình sợ ăn cái tô phở bên đây cái nó bị mất đi cái vị phở Việt Nam rồi. đau khổ thiệt là cỡ nào phở đây, phở ở đây chứ nhiều mấy chỗ khu Việt Nam lớn đồ này kia cái nọ bán phở cỡ gì cỡ cũng không bao ngon. Giờ bằng không bằng. Bao giờ bằng được cái phở ở Việt Nam, độc kỳ thiệt là độc thiệt vậy đó. Phở rồi hủ tiếu mì đồ này kia nọ ăn nói chung ăn đỡ ghiền thôi còn... đúng rồi không bao giờ bằng. Không là sao bằng được chứ, không bằng được cái về bên đó ngồi ăn cái tô phở nó đã lắm rồi, cái tâm lý ngồi có ăn buồn cười. Ê, ăn, mày, ăn mày có tô buồn, phở mày có... rồi coi mày, dạ. Mày biết có cảm giác gì không, cái ngày mà từ mình đi ở Mỹ mà mình về Việt Nam thì trên chuyến bay nó sẽ cho mình ăn, mày đồng ý tôi nói không, có nghĩa là nó ăn những món của nó, ví dụ như là đầy thái cơm hoặc là gà này, cái đầy thái thì nuốt được nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đi qua đó đồ nó đưa tao cái cơm tự nhiên đủ cắt tao bỏ luôn rồi, ăn được cây giấy cây ngày đi qua là cái ngày mẹ, cái ngày đi qua là cái ngày mẹ mang đôi dép dở lên không nổi. Đủ rồi, ngày đi qua đã vậy thôi lên máy bay cho ăn dùng lúc máy bay đủ, tao đậy nắp lại tao để luôn đồ quá hồi nó gom tao bỏ dùng rác luôn, nhịn đói mấy chục tiếng hồ luôn, khổ cái tình đồ kỳ lạ cho nó, nó đau khổ đau khổ gì đâu, chán chán nản. Đó, bởi vậy về Việt Nam con yêu đời lắm. Trời, Nam, nói gì nữa, cười sáng cười hí hả tối ngày cười. Cứ không có cái cứ, gì gọi là buồn. Cứ chiều là cái là lan ra mấy cái quán ốc, mấy cái quán ở bên Hoàng Diệu á, bên Hoàng Diệu 2 mà hồi xưa kêu là Na Vàng Ngơ Ngác các bác, ngay chỗ bên ngay ngã tư Thủ Đức á. Mấy anh chị em nào mà ở vòng vòng ở Thủ Đức rồi này kia là biết á, khu bên Na Vàng Ngơ Ngác á. Nó kêu là bây giờ kêu là khu Hoàng Diệu, nhà máy lọc nước á. Chạy vô chút.
Trời ơi, vô trong đó con nói hả, dọc 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 hai bên đường toàn là mấy cái quán ăn, quán nhậu rồi mấy quán ốc, ngồi lễ ốc mà nó đã chưa từng thấy, làm vài chai Đúng, bia trời yêu đời. ơi, sướng như tiên. Sướng, ở bên đây đâu đâu có mấy cái cảnh đó Thằng quỷ sứ, thằng Bắc, đâu. mày vừa phải, tao đợi mày gần chết luôn, mày cái lò xào xạo mày đó bị về rồi, giờ mày kẹt lên mà không về. Anh Bắc này là anh chàng ở bên Đan Bạch, cũng là một đứa em dễ thương, rất là dễ thương, thân thiết. Hôm trước về thì có lúc bữa nay là tao về tao lâu rồi, để tao gom hết bộ sậu rồi. Tháng 9 này thì anh Phượng về rồi, rồi 17 đây tháng 8 17 là cần tới rồi, là Phong Nguyễn nó về rồi. Mà Phong Nguyễn về nữa nè. Phong Nguyễn ở Bác Florida định đó, rồi chừng nào bác qua lại bên Mỹ? 20 mấy tây tháng 10 tao mới qua. Mấy là tháng Ừ, 10 có nghĩa à, là phải gặp ok. cho bạn, phải gặp cho được bằng cho bằng được mấy cái hứa này mới được, không là mày đang làm để kiếm tiền thì lúc mà mày qua Việt Nam tao đi về mẹ bên kia rồi, trong lúc mà tao ngồi ở đây 6 tháng trời tao ngồi tao đợi mày, mày không chịu về rồi mày. Chào băng chú Phan. Có tao mới Vui. được vui thì phải vui, mình nói thẳng như mà chị đi chuyện này là tao toại nguyện, mà tao không còn gì phải gọi là phải ấm ức cái chân đợi, mà qua bên đó mà hay lâu lâu mà sẽ thèm phở lại bay về Việt Nam tiếp được. Ồ, mà tao không 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 ngờ mà tao kỳ trước tao xuống thằng thượng sĩ nhất ở Mỹ Tho chơi con gà gà mấy gì gà gà mấy dầu hấp rượu, trời ơi nó ngọt gì đâu. Thứ hôm qua kia ra đúng quá, nó tao nó hỏi thiệt mày, tao là phàm phu tục tử mà ăn là số 1, mà không có đất nước nào mà ăn ngon mà Việt Nam cả, từ con gà từ trái ớt mẹ không có thứ gì mà ngon. Ăn tới đâu thấy phê tới đó Phê tới đó rồi, thiệt rõ ràng rõ ràng. ha. Vui Vui lắm này. Tao 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 tính đi miền Tây này, để dưới kiếm chuột đồng nước lưu gì đó, đại khái nó kêu muối nước muối ớt gì đó đặc sản, rồi cá lóc nướng trui, rồi rồi nói chung là ở đâu đất nước mà nó ngộ cho ba miền Đi tới đâu à, là có món ăn đặc sản tới là có đó đặc sản tới đó à. Đó cái quá chiêu vậy đó, khổ hả? vậy. Mà cái đặc sản của mình là nói ra không kể thôi, kể là nước miếng nó chảy ra cái kỳ gì đó. Ở Mỹ đi đâu cũng có hamburger. Bé chỗ nào không bơ, chẳng nào chỗ nào chỗ đó, bởi vì nó không có tính đặc trưng, nó không có đặc trưng đó, khổ vậy đó. Mỹ cứ đi đâu là cũng có món hamburger, french fry Thằng Bắc nó nói đừng có nói chuyện thức ăn nữa cha, rồi chảy nước miếng tùm lum kìa rồi. luôn. Trời ơi mày biết không, gà á mà luộc nguyên con xong rồi ha, rồi xé mày xé bằng tay, mày xé kiểu giống như kiểu như là thời tiền sử mấy vua chúa ăn ha, chấm gì thì ngon không, chấm muối ớt mà muối một muối hột cái nha, muối hột mà đâm ra với là ớt xanh mà ớt cái bự bự ăn phở đó, đâm ra trời ơi quệt vô để vô thì như đã gì đâu nữa vậy đó mới đã. Trời ơi thiệt lên rồi, tuyệt vời vui trời ơi. Con thì con khoái gà hấp lá chanh Trời gà hấp lá chứ. chanh rồi, xong á gà gà hấp rồi xong thái ra chặt lá chanh rồi sắc nhuyễn 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 như sợi chỉ phải không, bỏ vô ăn kẹt rồi cái gì cũng ngon mà khổ cái quỷ gì cũng ngon. Bên này mà bay về cái là bên kia ông già ông chuẩn bị riết, ông biết tẩy luôn, ông chuẩn bị Biết ông tẩy dở luôn cho rồi, con gà hấp lá chanh chơi trời vậy, ơi. thùng bia Sài Gòn special á, Sài Gòn xanh á. Nó đã Nó về nó cầm con gà mà quất tới quất luôn, hồi hết sạch sẽ gà luôn. khổ đó mày ơi, đồ quá thiệt. Mà mình nặng tình với lại thức ăn Việt Nam quá thì mà thiệt mình tin như này, mình không bao giờ mở rõ ràng cái thức ăn Việt Nam nó lôi cuốn con người rất là mãnh liệt, Việt mà Nam thậm mình chí đó là nổi mà đâu tiếng phải về ẩm thực ăn uống luôn mà bá. rõ Tụi ràng. Tây, tụi Mỹ, tụi Tây nó về Việt Nam nó chơi, nó làm mấy cái video clip, nó cũng chạy mờ trời ở Việt Nam hết, nó ăn cái này, nó ăn cái kia, nó làm đủ Nó các ăn kiểu nó chứ làm đủ bộ. trò đủ trò mày ơi, đủ quá trời. Tay gì nó húp nước mắm ruột ruột rồi luôn đó. Có cái thằng gì mà triết 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 gì đó đủ thằng Tây mà làm YouTube ở Việt Nam á, nó ăn nó thấy có sợ luôn á rồi. Chris. Đồ bác ăn nước mắm làm đủ trò thứ thứ gì được cũng ăn cả.
rồi rồi thêm thằng Phúc Mập nữa. Việt Nam có thằng Phúc Mập, thằng Mập Mập, thằng đầu trọc lóc mà để nguyên chùm râu bự chà bá về. Anh đó là bên ở Florida, anh làm luật sư đó nha. Ừ. Anh làm luật sư đó mà anh về Việt Nam, anh lấy vợ Việt Nam, cái anh ở luôn ở bên Việt Nam mà anh đó. Làm mà anh làm YouTube rồi cũng anh cũng nổi tiếng lắm á. À. Ma đó. Mà nhiều lắm, con thấy nhiều đứa lắm. Nhiều đứa mà nội tâm biết nhiều. Bác biết bây giờ á, bây giờ con thấy nhiều tuổi trẻ, tuổi nhỏ nhỏ nha, ở bên châu Âu cũng có, bên Mỹ cũng có. Mấy đứa mà nó qua đây từ nhỏ, nó đâu biết gì đâu, mà lớn lên cái nó ra trường, nó ra đại học này kia nọ, rồi nó cũng đi về Việt Nam cho biết, cha mẹ nó cũng dắt về Việt Nam chơi cho biết, cái là không biết qua đây suy nghĩ sao, mẹ cuốn gói giọt về bên kia. Giọt về bên kia mở văn phòng làm này làm kia cũng đủ các kiểu hết, mà thấy cũng hơi khá khá rồi đó. Mấy năm trước thì thấy khá khá, bây giờ thấy cũng hơi nhiều nhiều quá. Ừ, giống rồi. Như nó về nó so nó về nó so sánh nó bác cầm nó về đúng nó rồi. So sánh nó thấy cái tuổi cuộc tại sống. Vì tuổi tại vì tuổi nhỏ mà Việt Nam á. Ừ. nó lợi thế hơn tụi Mỹ có cái như nè, là giống như là nó là gốc Việt Nam, cha mẹ ông bà nó là Việt Nam, nó hội nhập dễ hơn đó, nó dễ hơn. Ừ, nó dù gì nữa nó cũng từ Việt Nam rồi, cái nó về cha mẹ vắt dắt về Việt Nam chơi, dắt về Việt Nam chơi cái là thích thích cái đúng là rồi. Nó so sánh nhiều so nhiều sánh, nhiều lắm cuộc, hôm trước tao có đọc một cái bài, có một cái thằng chuyên môn game thủ của Mỹ á, mà game nó là game ra tiền là tức là gì, nó vừa chơi game nó lĩnh tiền mà nó vừa viết software cho game luôn. Còn đó tên gì tôi quên mạng tên, mà nó mập thì nó về Việt Nam rồi, bây giờ nó ở luôn Việt Nam rồi, nó ở Việt Nam nó cũng làm cái đó đó. Có nghĩa là dạ. Cha mẹ cũng dẫn về Việt Nam chơi. Hôm nay đúng không rồi. Có đề tài thì sao mà đoàn đồ ăn đâu, bởi vì có đề tài là phải có người lên mới có đề tài tao chứ. Nay thì chủ yếu là lên tán dốc là coi như là báo cáo những cái chuyện mà đi chơi, ở đâu có chuyện gì, ở đâu có chuyện gì, món ăn gì đặc biệt, đề khái gì đó thì đó. Nói chung thì nhưng mà cái bó ăn ở Vũng Tàu đó, nó không ngon bằng ở La Ghi, ở cái bãi biển La Ghi ngon hơn, nó ngon hơn mà nó mộc mạc hơn. Bởi vì sao? Ở bãi biển La Ghi tối ăn đêm nó vui lắm, nó bắt ở dưới biển đêm mình đó để mình nướng cho mình ăn, đồ nó không có qua pha chế con mẹ gì hết trơn rồi. Mà nó ngon vô cùng, nó ngọt vô cùng. Còn ở Vũng Tàu ngày hôm qua đi vô nhà hàng ăn thì nó vẫn có một số lượng, ví dụ nó bắt về nó vẫn bỏ tủ đông đem chi để dành để nó bán cho khách hàng, nó đâu có bán hết được nguyên mới đã được đâu. Thì nó vẫn qua một cái quá trình để mà ủ đông, mà qua cái đó tự nhiên nó hết ngon rồi. Còn thằng Lê Ghi, má nó thô sơ đó mà nó mọc mặt. Bắt lên làm tại chỗ mấy cái đó. Bắt là tại chỗ đâu, mà nó đã gì đâu luôn. Trời bác cầm biết hồi đó con về, con đi ra Vịnh Hạ Long chơi. Rồi cái con ngồi trên cái tàu, con ngồi lên cái tàu chạy vòng Vịnh Hạ Long. Cái có mấy người mà họ đánh bắt tôm cá ở dưới đó, cái họ bán cho mình luôn. Họ rộng ở trong cái thao, bác cầm biết con tôm tích không? Con tôm tích biết, mà biết, nó khoảng chừng 2-3 ngón tay mà nó dài dài á. Rồi. Nó dài dài, cái con kêu là con tôm tích á. À, mà con nhớ cái thời đó nhiêu ta. Người ta bán ở ngoài đó để coi, người ta bắt lên một con mà bán đâu mười mấy, hai mấy ngàn diện con á. Mà nói đúng ra thời đó thì nó còn rẻ. Cũng lâu lắm rồi. Ôi, mua nguyên một thao như vậy đem lên hấp bia tại chỗ ở trên tàu luôn. Trời Trời ơi, ăn nó đã ngọt. Chưa từng thấy nó ngọt mà nó ngon. Cái cảm giác là không có đâu có chứ. À, Việt Nam thôi. Như là đúng là thật sự là thiên đàng. Ui, đúng là thiên đàng thì ăn nó đã. Đồ dưới tươi đưa lên làm tại chỗ luôn á. Trời, nói gì nữa, tao thiệt mày khổ. Chỉ có cái điều là không có tiền đi chơi thôi, ở Việt Nam mà không có thứ gì không có cả, kể cả xe cộ, kể cả điện, nói chung là không có thứ gì mà thua nước ngoài, không hẳn gì.